Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu, Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp đã thực hiện nghi thức tác pháp đối thủ an cư để chính thức bước vào thời khóa an cư kiết hạ trong 3 tháng, theo đúng tinh thần luật tạng. Các hành giả an cư tại hạ trường đều là Chư Tăng bổn tự. Việc tu học và sinh hoạt đều nằm trong khuôn viên Chùa Hoằng Pháp, nên việc tập trung hành lễ của Chư Tăng không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Trước đó 2 ngày, tức là đêm ngày 13 tháng 4 âm lịch, Chư Tăng bổn tự đã thỉnh nguyện Thượng tọa trụ trì cho phép Chư Tăng thực hiện an cư kiết hạ. Thượng tọa chỉ dạy cứ như pháp mà thực hiện. Bên cạnh đó, thầy cũng khuyến tấn, những năm trước, Chư Tăng bổn tự tác pháp đối thủ cùng với Chư Tăng thuộc Giáo hội Phật giáo huyện Hóc Môn. Năm nay, do dịch bệnh nên việc tác pháp được diễn ra tại chùa. Đây là cơ hội để quý thầy học hỏi về những nghi thức cần thiết như yết ma, đối thủ, Bồ Tát trong trường hạ. Vào đúng 8 giờ 30, Chư Tăng đã quang lâm chính điện để tác pháp đối thủ an cư kiết hạ. Sau khi đảnh lễ giác linh sư tổ, đại chúng cùng hướng về Tam Bảo niêm hương bạch Phật cũng như thực hiện tiểu sám hối. Kế đến, Chư Tăng phân lập lượng ban, kiểm duyệt tăng số và tác pháp yết ma để thiết lập cương giới. Khi pháp yết ma được thành tựu, đại chúng cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì Chùa Hoằng Pháp và Đại Đức Thích Tâm Huyền, tổng giám luật Chùa Hoằng Pháp, chứng minh cho việc đối thủ của chư hành giả an cư. Tất cả hành giả tại Hà Trường, Đồng Nương Hòa Thượng, Thượng Thiện Hạ Minh làm luật sư. 3 tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hành giả xuất gia và tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giữa định tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học. Sau khi tác pháp đối thủ an cư, Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp thực hiện an cư tại chỗ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, năng tu phước huệ, tạo nền tảng vững chắc trên bước đường tu. Trong suốt 3 tháng, chư hành giả thực hiện đầy đủ các thời khóa, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành, vân vân, thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập. Thời khóa sinh hoạt trong một ngày gồm có 4 thời, tổ chức giảng dạy về giới luật, oai nghi, Phật pháp căn bản và Bồ Tát mỗi tháng 2 lần. Buổi lễ kết thúc trong sự thanh tịnh và hòa hợp của tăng già, các hành giả an cư đều cảm thấy thân tâm an lạc.